Chiều nay tại Cục Thuế tỉnh, Tổng cục Thuế tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, ông Trần Tuấn Lĩnh, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy và ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự buổi lễ. Tại buổi lễ, ông Vũ Chí Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Minh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng, giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2023. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đánh giá cao năng lực, phẩm chất của tân Cục trưởng Đoàn Minh Dũng, đồng thời đề nghị lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng tập thể cán bộ nhân viên của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúc mừng ông Đoàn Minh Dũng, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, việc sớm kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ góp phần giúp ngành thuế tỉnh hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của địa phương trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Tân Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đoàn Minh Dũng cảm ơn sự tin tưởng tín nhiệm giao trọng trách mới của Tổng Cục Thuế, của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, qua đó cho biết sẽ nỗ lực cùng tập thể Cục Thuế tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.